theo bài tập chạy slalom zig zag. Bài tập này thì mình ngồi trên chiếc C250 Coupe, như là phiên bản thể thao hai cửa mùi cứng của chiếc sedan C-Class. Thì cơ bản mình ngồi bên trong nội thất thì mình thấy nó y chang chiếc C-Class, không khác gì, chỉ trừ là băng phía sau hơi chật và hai cánh cửa bị hai cánh cửa sau thì đã bỏ đi. Và một điểm nữa là ghế trên phiên bản Coupe này là ghế thể thao. Cái bài zigzag chạy slalom này sẽ cho chúng ta cảm nhận được cái độ lăn của khung xe. Mình thấy là nhiều người hay nhầm lẫn là cái bài test zigzag slalom là để test cái độ bám đường của xe. Cái đó là không đúng, bởi vì bám đường thì sẽ có một bài test khác nó hợp lý hơn, đó là bài roll holding skid back test, khi chạy vòng vòng xung quanh cái vòng tròn. Thì chiếc xe 250 này sử dụng động cơ tăng áp 2 lít 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất giống y chang chiếc xe 250 sedan là 211 mã lực, cũng đủ xài với chiếc xe thể thao để mình đi di chuyển hàng ngày, đây là use. Xe này có lăn lẹ không? Mà mình nghĩ là sẽ lăn vì là xe cỡ nhỏ, mà thích lái xe cỡ nhỏ hơn là xe cỡ lớn. Thì xe Class Coupe cạnh tranh với lại Ford Series Coupe của BMW. Xe tiếp theo. Đấy, bắt đầu đi. Right.
chút so